Hello, xin chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube Thanh Tú Store, kênh chuyên mua bán điện thoại cũ chính hãng giá rẻ các bạn nhé. Vậy là đã sắp hết năm rồi các bạn ạ. Thì cho mình gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người trong thời gian qua đã luôn đồng hành, xem video, like video, cũng như là chia sẻ video, và đặc biệt những ai đã mua hàng ủng hộ mình, cho mình gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người nhé. Thì cái chuyện kinh doanh buôn bán hàng điện tử thì nó cũng có thiếu sót, thì mong tất cả mọi người thông cảm, mình sẽ cố gắng khắc phục những cái thiếu sót đấy. Và ngày hôm nay thì mình đã nghỉ bán hàng online rồi các bạn nhé, nhưng mà mình vẫn còn bán hàng tại cửa hàng mình. Mình sẽ bán đến 30, bán đúng đến ngày 30 luôn các bạn ạ. Thì những ai ở quanh Hà Nội muốn đến trực tiếp cửa hàng mình mua thì các bạn có thể đến trực tiếp. Thì mình xin đọc lại cửa hàng của mình, đó là 95 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội, nó ngay trên cầu Trương Dương thôi, giữa cầu Trương Dương và cầu Long Biên các bạn nhé, nó gần cả chợ Long Biên nữa. Và các bạn mua hàng ấy thì mình xin đọc lại qua những cái số hotline bên mình, đó là số Zalo bên mình, đó là 0566 88 49, nhưng số hotline bên mình này là ba số khác nhé, đó là số 0565 88 49, 0912 555 912, hoặc 0962 615 618 các bạn nhé. Thì các bạn ạ, có một số người khách đến là mình mua thì các bạn cửa hàng mình chật, cửa hàng mình hẹp. Thì nói thật các bạn là mình ở Hà Nội có một cửa hàng nha, thật sự đối với mình đã là một điều mỹ mãn rồi. Tất nhiên là mình cũng mong muốn có cửa hàng rộng hơn, to tát hơn. Thế nhưng các bạn ạ, mình mới ở quê lên Hà Nội mới làm được 5 năm, mà 5 năm trước thì mình vỡ nợ cơ các bạn ạ. Mình mới làm được 5 năm mà bây giờ mình có cửa hàng như này thì đó là cực kỳ là mãn nguyện rồi. Ở đây bây giờ em ra ngoài quay tổng thể quán cho mọi người xem. Cái cửa hàng mình tuy là chật hẹp thế nhưng mà hàng hóa rất là phong phú các bạn ạ. Đây, nó quay đi, mình đảm bảo cửa hàng mình cực kỳ là phong phú luôn. Đây nhá, bình thường ấy thì mình sẽ không bày hàng ra ngoài đâu, bình thường mình sẽ không bày hàng ra ngoài, thì ngày Tết mình bày, ngày thường mình chỉ bày 3 4 5 con thôi, bởi vì mọi người đã biết là bên mình rất là nhiều hàng hóa rồi. Đấy, tủ ngoài là mình bày Samsung nhá, tủ này là mình bày iPhone này, đấy tủ này mình bày iPhone này. Phụ kiện bên mình thì đa phần là toàn để tặng thôi, nhiều này nhưng mà để tặng thôi. Đấy, còn đây là trong này nhá, trong này nếu các bạn nhìn nào, đây là khu vực mình hay quay video, đi đứng ở góc này hay quay video này. Đấy, bên này bên trong mình còn rất là nhiều máy luôn, hay quay video nhá. Ngay đây là cái bếp, nhưng mà Hà Nội mà chật quá, 18 mét vuông nó lọt lòng nữa các bạn ạ. Cái bếp thì mình chuyển sang thành phòng sửa chữa và cái máy tính, phòng vệ sinh thì mình cho thành phòng bếp các bạn ạ. Đấy, Hà Nội nói là như vậy. Mà để mà có một cái cửa hàng rộng ở Hà Nội này nhá, thì mình nghĩ rằng là phải làm ăn phải cực kỳ là phát đạt mới có thể mua được. Bởi vì cái cửa hàng này nhá, mình thuê 15 triệu một tháng, mình thuê 15 triệu một tháng, mà đấy là người quen nhá. Còn nếu không người quen thì phải 18 20 triệu một tháng cơ. Còn nếu mà một cửa hàng rộng tầm khoảng 50 mét vuông mà lại ngã tư như cửa hàng mình nhá, 50 mét vuông trở lên nhá, thì mà lại ở mấy tầng như này thì chắc chắn nó phải rơi vào tầm khoảng 30 triệu đổ ngược chứ không có đổ xuống được. Và trước đây ấy, trước dịch Covid ấy, thì bên mình có rất nhiều cửa hàng bán phụ kiện. Ví dụ như số 2 Hàng Đào này, mình thuê là 35 triệu một tháng. 88 Hàng Đào mình thuê 45 triệu một tháng. 28A Cầu Gỗ mình thuê là 25 triệu một tháng. 66 Hàng Bạc mình thuê là bao tiền nhỉ? 66 Hàng Bạc thuê 30 triệu đúng không? 30 triệu một tháng. Quên rồi. Số 2 nào kể rồi. Ba Tư Hàng Buồm là 25 triệu một tháng. Và ở Thằng Tùng rồi, cái cửa hàng gì mà cháy quên nhỉ, 47 Hàng Ngang, cửa hàng ấy các bạn biết không, mặt tiền 90 phân vuông nhá, tức là nếu mà đóng cửa lại thì đúng vừa cái người mình luôn đấy, chỉ có tận dụng thêm cái ngõ nó hơi rộng một tí, cửa hàng mình cháy lên báo luôn nhá. 90 phân mặt tiền mà mình thuê 14 triệu một tháng, bởi vì tất cả các cửa hàng vừa rồi nó là càng bên phố cổ các bạn, nên là rất là đắt đỏ. Cho nên là các bạn đừng nghĩ là mình có thể mở một cửa hàng to tát ở đây, nó phải là rất gì về này nọ, nó phải là thế giới di động hay là phải là những cái gì đó rất là lớn mới có thể mở được. Còn với mình thì các bạn cứ ủng hộ đi, ủng hộ mình đi, 1 2 năm tới mà mình có điều kiện thì mình sẽ cố gắng mà mua được một cái nhà ở đây mà tầm khoảng 5 60 mét vuông. Còn tiền này các bạn cứ tính đi, nó phải rơi vào tầm 200 triệu một mét, 200 triệu một mét khoảng đấy. Mặt mặt đường chính này nhá, mà rộng nhá thì phải tầm 200 triệu mà có nhà ok rồi đấy, thì nó tương đối là nhiều đấy các bạn ạ. Thế cho nên là
mình nghĩ là ở Hà Nội này cái mặt tiền cũng không quan trọng, bởi vì bây giờ thời buổi online rồi, nó quan trọng là hàng hóa. Và bên mình thì đảm bảo hàng hóa cực kỳ là phong phú, vì lý do này, mình ở phố cổ mà, mình mặc dù mình không phải phố cổ nhưng cách phố cổ có một con đường thôi, gần phố cổ, cho nên khách du lịch rất là nhiều, cho nên hàng hóa cực kỳ là phong phú đa dạng nhá, hàng hóa cực kỳ phong phú đa dạng, khách nước ngoài đến đây mà mua bán trao đổi thường xuyên. Đây chưa tính này các bạn này, đây là cái rổ máy này, là rổ máy cắm này các bạn nhá, là có cả 14 Pro Max này, bạn nhìn này, riêng cái rổ máy này đã ăn bao nhiêu cây các bạn nhá, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 16, 17, mình cứ gọi 17 nhân 3 đi, 51 cây rồi các bạn. Nên là hàng hóa bên mình thì phong phú đa dạng, nhưng mình cam kết mọi người là mình chỉ bán chính hãng, không bán hàng fake và không bán hàng nhái đâu các bạn ạ. Bởi vì bây giờ khách du lịch sang đây họ bán cho mình phải mua chứ không đâu mình không mua cả. Chính vì sao mình có nhiều các cái máy mà các bạn nó rất là hay ho luôn đấy. Và bây giờ mình vẫn làm một cái clip giới thiệu cho những anh em xung quanh đây mà có thể đến trực tiếp cửa hàng mua được, thì mọi người xem mua ưng thì mua ủng hộ mình nhá. Đấy, thì anh em ở xa thông cảm đến đây thì cửa hàng chật chội, nhưng mà quan trọng cái độ nhiệt tình và cái tấm lòng của chúng mình, cửa hàng chúng mình rất là chu đáo luôn mọi người ạ. Đấy, thế ok mọi người nhá. Bên mình đây là đầu tiên là cái bàn quay của mình thường xuyên nhá. Đây các bạn, thì mình sẽ quay từ trong ra ngoài này các bạn nhìn. Trông như này thôi nhưng cửa hàng mình ngọt lòng, nó được 1m8, phủ bì là 2m, cực kỳ là chặt luôn. Cho nên mình phải thiết kế làm sao mà được nhiều hàng nhất, mà này gọn nhất, vì nhiều hàng này mà bày thì khó lắm mọi người ạ. Đấy mọi người xem này, hàng hóa bên mình rất là đầy đủ luôn nhá, cực kỳ là phong phú. Đấy, mình sẽ ra ngoài để mình quay. Đây, bình thường thì mình sẽ không bày hàng đâu, vì lý do là mình cũng chia sẻ với các bạn là mình được cái ở đây là ai cũng biết mình nhiều hàng rồi, cho nên nó không cần mình bày, họ đến họ mua cái dòng nào nó nói trực tiếp với mình thôi. Đấy, đây nhá, iPhone nó rất đầy đủ hết. Và mình dự tính là đến tầm khoảng mùng 6 Tết hoặc mùng 8 Tết thì mình sẽ quay trở lại bán hàng online nhá. Đấy, đây cửa hàng mình là cạnh ngã tư nhá, đây đúng ngã tư luôn, bạn chỉ cần đi từ cái đầu này lên trên kia một cái đó là cầu, là chân cầu Trương Dương luôn. Đó, khi mọi người đi từ cầu Trương Dương xuống là xuống luôn cái cửa khẩu, đâm vào đây là quán mình luôn. Tức là dốc của cầu Trương Dương thì cách nhà mình mấy chục cây thôi, hoặc là đằng này là cầu Trương Dương luôn, cầu Trương Dương là ở đoạn kia luôn, cách đây chỉ khoảng vài trăm mét thôi. Đấy, cửa hàng mình rất là dễ tìm các bạn nhá. Đấy, ok chưa, cửa hàng mình trông chật thế thôi nhưng mà rất là phong phú hàng đấy. Đấy, đây cho mọi người xem luôn, đây là cô cháu gái nhá, review cô cháu gái này, Trần Thanh Tư này, Trần 2K4 nhá. Đấy, ai muốn làm con rể bố Tú thì nhanh chân nhá. Đây các bạn nhìn hàng hóa mình bày lên tầng 2 luôn nhá. Đấy, được chưa, mình không tiện quay vào phòng ngủ kia, bởi ngày hôm nay mình dọn hàng nó treo cả tận phòng ngủ luôn, vì Hà Nội mà nó rất là chật chội mọi người nhá. Đấy, ok mọi người nhá, thì kênh YouTube của mình thường xuyên mình đăng mặt địa chỉ cũng như là cửa hàng mình lên để cho mọi người thật sự để tin tưởng. Thì một lần nữa cho mình gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, những ai đã tin tưởng mua hàng ủng hộ bên mình. Thì sang năm 2023 mình sẽ cố gắng tìm những nguồn hàng phong phú đa dạng và giá cả thì hợp lý để phục vụ mọi người, để mọi người có thể mua được hàng hóa bên mình nhá. À, một lần nữa mình đọc lại cái thông tin liên hệ bên mình, địa chỉ của cửa hàng mình là 95 Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, ở giữa cầu Trương Dương và cầu Long Biên. Cửa hàng mình ở giữa luôn nhá, nó gần chợ Long Biên, gần bến xe Long Biên, nói chung rất là dễ tìm luôn. Và cái số Zalo để mọi người xem điện thoại cũng như chốt điện thoại là 0566889999. Còn 3 số hotline để mọi người gọi trực tiếp là số 0565889999, 0912555912 hoặc 0962615618 các bạn nhé. Ok, tôi chào mọi người nhé. Mọi người đừng quên bấm like, chia sẻ, ủng hộ mình. Mà những ai chưa đăng ký kênh thì cố đăng ký kênh ủng hộ mình nốt nhé. Ok, chào mọi người nhé.